Xin chào tất cả mọi người. Hôm qua thì trên TikTok có một bạn muốn mình giúp đỡ bạn ấy lên ý tưởng về cái chủ đề lan tỏa tình yêu đọc sách ấy. Thì lâu rồi mình cũng không có thời gian để làm video hướng dẫn như này. Vì đợt này là mình tập trung vào tập vẽ chân dung nhiều ấy, cho nên là cũng rất là ít thời gian để vẽ cho các bạn. Thì mình cũng ngồi phát thảo nhanh một chút bằng bút chì, sau đó mình lấy bút mực để mình tô lại như thế này, để cho các bạn thấy được những đường nét và cái cách vẽ của mình như thế nào và cái ý tưởng nữa. Cho nên là mọi người đừng thắc mắc tại sao lại có nét bút chì ở trước nhá, bởi vì là nó vẫn là bức tranh mà mình vẽ thôi, chứ trên mạng không có bức tranh nào giống như thế này hết. Cho nên là các bạn là ai có cần về cái đề tài này thì có thể tham khảo cách vẽ của mình nha. Mình thì vẽ vội thôi, cho nên là nó đường nét nó không tròn trịa và không được cân đối vuông vắn đâu. Là mọi người nếu có thời gian thì có thể vẽ chậm lại và tỉ mỉ hơn mình nữa nhé. Mình sẽ vẽ một bạn thì đang ngồi đọc sách, một bạn thì ngồi bên cạnh, ghé vai, ghé đầu lên vai của bạn nữ này để cùng vừa nghe vừa nhìn vào sách. Một bạn nam thì đứng bên trái và chỉ vào quyển sách và một cái điều gì đó đang nói chuyện gì đó. Và đằng sau cũng sẽ có một bạn nữ dựa tay vào cái thành ghế để hóng, để lắng nghe cùng với mọi người. Thì thực ra chủ đề lan tỏa tình yêu đọc sách thì mình không biết là như thế nào nữa, hay là vẽ cảnh một bạn nằm trên giường và say sưa đọc sách, có những chiếc điện thoại thì sẽ bị bỏ sang một bên chứ không được mọi người cầm đến như đa số hiện tại bây giờ. Đa số mọi người cũng không đọc sách mà chủ yếu là đọc điện thoại ấy. Bản thân mình thì cũng rất là lười đọc sách luôn. Đọc sách đối với mình như là một cực hình ý, vì là rất là mỏi mắt và lâu nữa, nên là mình rất là ít đọc sách. Có những cuốn sách rất là hay mà được tặng, nhưng mà thực sự là mình chưa đọc một trang nào luôn. Mình hy vọng là sau khi vẽ xong bức tranh này thì mình sẽ có động lực hơn để mà đọc sách, thì cái ý nghĩa lan tỏa tình yêu đọc sách nó sẽ càng có giá trị hơn đối với cái đề tài này, đúng không ạ? Các bạn hãy lấy giấy bút ra và vẽ thử của mình xem thế nào nhé. Về phần tô màu thì rất xin lỗi vì thực sự lần này thời gian của mình không có ấy, bận trông các bạn nhỏ rồi, việc nhiều công việc khác, nên là mình sẽ chỉ vẽ để lấy ý tưởng cho các bạn thôi, chứ mình không tô màu được nha. Rất là muốn tô màu cho bức tranh hoàn thiện đẹp hơn và vẽ nó chậm rãi và tỉ mỉ hơn đấy, nhưng mà thời gian không cho phép. Cho nên là bạn nào mà vẽ thành công thì có thể chụp ảnh và học được cái video để cho mình xem được thành quả như thế nào nha. Chúc các bạn thành công nhé.
Ôi cha, cái đoạn chỗ này mình còn gạch nhầm cái đường chân tường và chân của bạn nữ đứng sau. Các bạn lưu ý chỗ này giúp mình nhé. Dạ quá, các bạn thông cảm với mình nhé. Nhớ là đừng có gạch cái chân thứ hai của bạn nữ kia giống như mình nha. Bỏ cái đoạn đấy đi nhé.